Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh các mặt hàng thời trang với nhiều chủng loại, màu sắc, kích cỡ, chuyên bán các sản phẩm đồ lót 12 giờ. Đồ lót là người bạn tâm giao của phụ nữ. Đồ lót sẽ không chê bạn dù bạn mập hay ốm, dù bạn xinh hay xấu và bạn có già hay trẻ, thì nó vẫn luôn ở bên bạn. Là phụ nữ hãy nên đẹp từ bên trong ra ngoài, tự tin với những điều nhỏ nhặt nhất, yêu bản thân hơn, trân trọng sức khỏe từ đồ lót. Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh tất cả các loại áo ngực, đa dạng về màu sắc, mẫu mã, từ những mẫu áo ngực mút dày đến mút mỏng, không gọng đến có gọng, những mẫu thiết kế trơn đến những mẫu thiết kế ren, những mẫu dành riêng cho người mập đến những mẫu dành riêng cho người gầy. Những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực lép cũng có những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực khủng. Khách hàng có thể yên tâm thoải mái lựa chọn những mẫu ưng ý, sẽ tùy vào kiểu dáng và kích cỡ mà chọn cho mình những chiếc áo ngực ưng ý nhất. Đối với bất kỳ người phụ nữ nào, dù trẻ trung hay lớn tuổi, dù xinh đẹp hay xấu xí, dù gầy hay ốm, thậm chí ngay cả đối với những người đàn ông hiện đại, thì đồ lót là món đồ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Đồ lót là lớp đệm cho vỉ ngồi phong cách của bạn, là vỉ ngồi cho phong cách ăn mặc thời thượng của bạn, khởi đầu cho việc bạn cảm thấy thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì vậy, chúng ta không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của đồ lót, vì chúng sẽ quyết định hình dáng cơ thể của bạn đẹp hơn hay xấu đi, tùy vào kiểu dáng đồ lót mà bạn chọn. Đã bao giờ bạn bị nói rằng bạn đang mặc một chiếc áo lót không đúng kích cỡ chưa? Cách chọn đồ lót dành cho bạn gái. Bạn phải biết rằng đồ lót vừa vặn sẽ có phần cúp ngực ôm trọn bầu ngực mà không phải thừa hoặc thiếu đi phần no đủ ấy. Đừng vì muốn vòng một trông đầy đặn hơn mà chọn một chiếc áo ngực nhỏ hơn để phần mỡ ngực có thể tràn qua cúp áo nhé. Một chiếc áo lót phù hợp nên được chọn lựa kỹ càng, đặc biệt là chất lượng áo, vì chúng tiếp xúc trực tiếp với cơ thể và tiếp xúc hàng ngày nên phải được đặc biệt quan tâm. Một chiếc áo lót tốt không chỉ nâng được vòng một mà còn có thể làm nổi bật vòng eo của bạn. Mỗi người nên có ít nhất 5 chiếc áo lót cho mình để tùy thời điểm có thể sử dụng mà không thiếu hụt hoặc sử dụng lại cái chưa được vệ sinh. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại đồ lót đang được bày bán. Bạn nên dành thời gian để tìm hiểu về chất lượng cũng như mẫu mã để chọn cho mình dòng sản phẩm phù hợp nhất. Hãy tham khảo đồ lót tại đây, website thời trang 12h.com. Vai trò của chiếc áo ngực. Nhiều chị em phụ nữ nghĩ rằng áo ngực chỉ đơn giản là vật để che đậy vòng một của mình mà không biết nó có nhiều vai trò khác nữa. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vai trò của chiếc áo ngực qua bài viết này nhé. Định vị núi đôi. Vai trò của chiếc áo ngực được nói đến đầu tiên là nó giúp định vị núi đôi của bạn. Núi đôi của bạn là một phần mô mỡ không có gì để nâng đỡ. Và chính vì vậy, khi bạn mặc chiếc áo ngực thì áo ngực có vai trò nâng đỡ và cố định vòng một của bạn. Bảo vệ vòng một. Ngoài vai trò nâng đỡ và cố định núi đôi của bạn, áo ngực còn giúp bảo vệ vòng một khỏi các tác nhân môi trường, ví dụ như vi khuẩn, nhiệt độ. Giảm biến dạng. Một vai trò của chiếc áo ngực không